Cảm ơn bạn đến với kênh của mình. Bạn nhớ like, comment để ủng hộ mình và đừng quên nhấn đăng ký để cập nhật những video mới và hấp dẫn nhé. Cảm ơn bạn. Đố mẹo là một hình thức khá thú vị để kiểm tra khả năng tư duy và phân tích của mỗi người. Mặc dù vậy, không phải ai cũng đủ sự nhanh nhạy và tinh tế để nhận ra những chi tiết và gợi ý trong câu hỏi. Hôm nay, chúng tôi đã tổng hợp 10 câu hỏi đố mẹo để thử tài phân tích và suy đoán cách giải quyết của người xem. Chúng ta hãy cùng gặp Charles, nhân vật sẽ xuất hiện trong nhiều tình huống bí ẩn và ly kỳ trong 10 câu hỏi mẹo dưới đây. Các bạn có 10 giây để suy nghĩ và trả lời kết quả trong phần mình bình luận dưới nhé. Lưu ý rằng các bạn có thể bấm dừng ở câu hỏi trước khi biết câu trả lời nhé. Tình huống 10. Khi còn nhỏ, Charles là một cậu bé rất tài năng nhưng không phải lúc nào cũng là trò cưng của giáo viên. Vậy nên đôi lúc cậu bé hay rơi vào những tình huống khó nhằn, nhưng Charles vẫn có thể xử lý dễ dàng những nhiệm vụ dù chúng khó khăn đến đâu. Câu hỏi đưa ra cho Charles là: làm sao để giải phương trình toán học mà không cần vẽ bất kỳ thứ gì hoặc di chuyển những con số? Câu trả lời của tình huống này là bạn chỉ cần lật ngược tấm bảng đen để có được phương trình toán học chính xác. Tình huống 9. Khi còn nhỏ, Charles thường hay đi dạo một mình. Một lần đi trong rừng, anh bị rơi xuống giếng. Độ sâu của giếng là 30m. Để ra ngoài, anh phải chống tay để leo lên bức tường trơn trượt. Tốc độ di chuyển của anh là 3m một ngày. Nhưng vào ban đêm, khi Charles thấy mệt, anh ngã xuống 2m. Thế nhưng anh vẫn cố gắng thoát ra khỏi thành công. Câu hỏi, Charles mất bao nhiêu ngày để ra khỏi chiếc giường đó? Câu trả lời là Charles cần tới 28 ngày để chui ra khỏi chiếc giếng. Tính riêng, cứ mỗi ngày, Charles lại leo lên được 1 mét sau khi lấy số mét leo lên được vào ban ngày, trừ đi số mét bị tụt xuống vào mỗi đêm. 3-2 bằng 1 mét. Trong 27 ngày, anh đã leo lên được 29 mét, nhưng lại tụt mất 2 mét khi ngủ vào ban đêm. Như vậy, anh đang ở mức 27 mét. Vào ngày 27, tới ngày 28, anh chỉ cần leo nốt 3 mét còn lại để chui ra ngoài. Tình huống 8. Khi Charles tròn 20 tuổi, anh bị bạn bè chơi khăm. Họ bắt cóc, lột sạch quần áo, đưa anh đến một ngôi nhà bỏ hoang và chốt cửa lại. Nhà không có cửa sổ. Trên tường có một tờ giấy ghi chú: "You can get out if you can get the ping pong ball out of the pipe." Tạm dịch: mày sẽ chẳng thoát ra được khỏi đây nếu như không lấy được quả bóng bàn trong chiếc ống. Ở giữa phòng có một chiếc ống bị kẹt trong lớp sàn bê tông. Đường kính của nó là 5cm và chiều dài khoảng 91cm. Có một quả bóng bàn ở đáy ống. Để lấy được quả bóng cần tới một vật dụng hỗ trợ, nhưng Charles lại chẳng thể tìm thấy thứ gì xung quanh hữu ích. Mặc dù vậy, anh vẫn xoay sở và lấy thành công được quả bóng bàn. Câu hỏi, Charles lấy quả bóng bàn như thế nào? Câu trả lời là, vì quả bóng bàn vừa nhỏ vừa nhẹ nên Charles chỉ cần tiểu vào đầy chiếc ống là có thể lấy được quả bóng bàn ở trong ống bằng tay. Tình huống 7. Khi bạn bè của Charles mới chỉ bắt đầu lập nghiệp, lúc đó anh đã trở thành một người giàu có. Charles có quen và yêu một cô gái tên Irene. Họ kết hôn nhưng hóa ra cô ta chỉ lấy anh vì tiền. Sau đó Irene cố gắng đầu độc Charles hòng chiếm quyền thừa kế. Anh ta biết điều đó và muốn tránh ăn phải thức ăn bị nhiễm độc. Irene có đưa cho anh một quả táo. Charles nói, anh sẽ chỉ ăn nó nếu em ăn một nửa. Irene quyết định cắt quả táo và ăn phần của cô, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Khi Charles ăn nửa quả táo còn lại, anh bắt đầu rơi vào hôn mê trong suốt 24 tiếng. Sau vụ đầu độc này, Irene bị vào tù nhưng Charles vẫn còn sống. Câu hỏi, làm thế nào mà Irene có thể đầu độc người chồng nếu cô ấy không uống thuốc giải? Câu trả lời là, anh biết mọi kế hoạch và đã uống thuốc giải độc mỗi sáng, nhưng chất độc này rất mạnh. Đó là lý do tại sao anh vẫn rơi vào hôn mê một khoảng thời gian. Bản thân chất độc nằm trên con dao lúc Irene cắt quả táo và cô đưa cho Charles miếng táo có chất độc. Tình huống 6.
Charles là một dược sĩ nổi tiếng, anh thậm chí còn tạo ra một số loại thuốc chữa bệnh nan y. Các đồng nghiệp rất ghen tị và quyết định giết chết Charles để đánh cắp công thức bí mật. Một trong số nhân viên phòng thí nghiệm đã tới văn phòng của Charles vào ban đêm để đâm anh. Charles nhận ra người đó nhưng lại không kịp kêu cứu vì bị ngất xỉu sau đó. Một nhân viên an ninh may mắn đã tìm thấy Charles khi đi kiểm tra tòa nhà và kịp thời gọi cấp cứu. Anh may mắn sống sót và bốn đồng nghiệp của anh trở thành nghi can, gồm có John, Nicholas, Felix và Michael. Câu hỏi, ai đã cố gắng giết Charles nếu tất cả bốn người đàn ông đều có mặt tại phòng thí nghiệm vào thời điểm đó? Tất cả họ đều cố gắng tỏ ra vô tội, nhưng có một tờ giấy ghi chú đặc biệt với dãy số 282757 trong túi của Charles. Đây có thể là manh mối dẫn tới hung thủ thực sự đã đâm anh. Câu trả lời, đó là Nicola. Charles đã cố gắng viết nó ra ngay sau khi anh nhìn thấy kẻ sát nhân. Là một nhà khoa học, ông đã áp dụng số nguyên tố học để ám chỉ kẻ sát nhân. Cụ thể, 28 Niken, viết tắt là Ni, 27 Co là Coban và 57 là Lanthanum. Tình huống 5, hai người đàn ông đứng trước một ván gỗ ở bên rìa một vực thẳm. Một người đang cầm súng và chĩa vào người kia. Nếu anh chàng kia nổ súng, liệu rằng ai sẽ chết trước? Câu hỏi, có cách nào để chỉ một người sống sót trong tình huống trên và ai thực sự sẽ bị chết? Có rất nhiều câu trả lời cho câu đố này vì mỗi người lại có một hướng phán đoán khác nhau. Còn bạn, bạn sẽ nghĩ ra sao về câu đố này? Hãy chia sẻ câu trả lời trong phần bình luận bên dưới nhé! Tình huống 4. Charles sau đó bình phục trở lại. Anh quyết định dành phần đời còn lại trong một ngôi nhà ấm cúng ở ngoại ô. Định kỳ luôn có một anh bưu tá tới đưa thư, một nhân viên giao thức ăn và một người giao báo. Một ngày thứ 6 nọ, anh nhân viên gửi thư phát hiện thấy Charles nằm trên vũng máu ở trên sàn nhà bếp. Anh lập tức gọi cảnh sát tới thì kiểm tra hiện trường vụ án. Cảnh sát kết luận Charles đã bị sát hại. Trên bàn có một số chai sữa, bánh mì, thuốc viên, chìa khóa và tờ báo phát hành hôm thứ ba. Người đưa thư và giao báo nhanh chóng rơi vào diện nghi vấn của cảnh sát. Câu hỏi, ai đã giết Charles tội nghiệp? Câu trả lời là người giao báo là kẻ sát nhân. Bởi lẽ anh này phải giao báo hàng ngày, nhưng tờ báo cuối cùng được tìm thấy tại nhà của Charles được phát hôm thứ ba. Trong khi cảnh sát phát hiện Charles vào thứ sáu, người giao hàng biết chắc chắn về việc nhà khoa học đã chết và dừng giao báo. Lý do Charles từ chối điều chế một loại thuốc gây nghiện cho anh ta. Tình huống 3. Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một con thuyền trên một dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt. Đến giữa dòng, bỗng thuyền của bạn bị thủng một lỗ rất to. Sau vài phút nữa, thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn cho những con cá này. Bạn làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này? Câu trả lời là đừng tưởng tượng nữa. Tình huống 2. Một người đi vào rừng sâu để thám hiểm. Thật không may cho ông ta khi bắt gặp một con đười ươi rất hung dữ, muốn xé xác ông ta ra. Trong tay ông ta có hai con dao. Ông sợ quá vứt hai con dao ra đó. Con đười ươi nhặt lên và sau vài phút, nó nằm vật xuống đất chết luôn. Bạn có biết tại sao không? Câu trả lời là vì con đười ươi cầm dao và đấm vào ngực nó. Đười ươi hay làm thế? Tình huống 1. Cái chết đẫm máu sẽ đến với ai khi hòn đá kia bị đẩy xuống? Điều đầu tiên chúng ta phải nhận ra đó chính là ai sống, ai chết sẽ còn phụ thuộc vào khối lượng của vật thể, hòn đá khuyết kia, để xem khi lao xuống nó có thể để làm tảng đá còn lại bay lên hay không. Vậy nên ta sẽ xét các trường hợp như sau. 1. Khối lượng vật thể mà E đẩy nhỏ hơn khối lượng của tảng đá. Hãy thử vẽ chuyển động trên phần mềm, bạn sẽ nhận ra rằng người D sẽ là người chắc chắn chết. Khi bị vật thể lăn qua đầu, cái khe sẽ không vừa khít để che chắn cho người đó. Vì khối lượng vật thể nhỏ hơn khối lượng tảng đá
nên nó sẽ không thể làm đám gai đâm vào người dê được và không nhấc tảng đá lên được, vậy nên dê sẽ sống sót. A và B cũng vậy. Và ta cũng nhận thấy rằng nếu khối lượng vật thể lớn hơn một chút, C sẽ là người tiếp theo phải chết. Thế nhưng trong trường hợp này chỉ có D là người chết. 2. Khối lượng vật thể E đẩy lớn hơn ít nhất 6 lần khối lượng của tảng đá. Tất nhiên cũng tương tự như phương án đầu, D sẽ là người phải chết đầu tiên, sau đó sẽ là C. Bởi lúc này khối lượng vật thể lớn hơn tảng đá rất nhiều, C chắc chắn sẽ chết vì tảng đá không còn giữ được cân bằng trên đòn bẩy nữa. Tiếp theo, người chết sẽ là B, bởi theo tính toán trên phần mềm, nặng hơn 6 lần là con số đủ để vật thể khi đứng vào đòn bẩy có thể nhấc bổng tảng đá lên và nam lò bắn sang một đoạn đủ để B chết. Vậy trường hợp này sẽ có 3 người chết là B, C và D. 3. Khối lượng vật thể E đẩy lớn hơn trên 55 lần khối lượng của tảng đá. Đây là một trường hợp khá đặc biệt. Khi khối lượng vật thể rất lớn, nó sẽ khiến hòn đá bật theo quỹ đạo khác, bật lên phía trên sang bên phải, chứ không bật về phía người B nữa. Trường hợp này, người B sẽ sống sót. Đầu tiên khi lăn chết D và C, hòn đá sẽ bị đánh bật lên như thế này. Vậy trường hợp này chỉ có C, D là người chết. 4. Khối lượng vật thể lớn bằng 100 lần tảng đá. Đây là một tình huống khá hài hước. Cũng tương tự như trường hợp này, B sẽ không chết và khối lượng gấp 100 lần lại chính là khối lượng vừa đủ để tảng đá bay trúng người E, khiến chính hung thủ bị báo ứng. Và có thể suy luận thêm rằng nếu khối lượng vật thể lớn hơn 100 lần tảng đá, E sẽ sống và khi đó chỉ có CD là người chết khi tảng đá bị bắn ra ngoài mô hình. Như vậy, qua tất cả 4 trường hợp có thể có, chúng ta kết luận rằng D là người chắc chắn chết, C sẽ may mắn hơn một chút, nhưng chỉ cần vật thể nặng hơn tảng đá, anh sẽ chết. B thì hên xui, sẽ chết nếu vật thể nặng trong khoảng 6-55 lần tảng đá. E thì trừ khi xui lắm anh ta mới chết, khối lượng vật thể đúng bằng 100 lần tảng đá. Và A chính là người sống sót, cho dù hoàn cảnh nào vẫn không điều gì có thể chạm đến anh. Chào mừng bạn đến với kênh của mình. Bạn nhớ like, comment để ủng hộ mình và đừng quên nhấn đăng ký để cập nhật những video mới và hấp dẫn nhé. Cảm ơn bạn.